Alo, alo, chào cả nhà. Hôm nay chúng ta tiếp tục nha các bạn. Hôm trước là mình đã học tới Hôm trước là mình đang ở kỳ hạn giao sau đúng không? Bài tập à Dạ bài tập 1, 3, 4 1, 2 rồi, 3, 4 rồi đúng không? 5. Bài tập số 5 giải chưa nhỉ? Bài tập số 5. Rồi cô coi. Giơ tay. Đức Linh. Như Thủy. Linh có điểm chưa? Như Thủy có điểm chưa? Cô dở ra coi Đức Linh. Như Thủy. Cô hỏi. Cô lấy ở trên máy, lấy bảng của bạn xuống để trên máy. Đức Linh với Như Thủy up bài lên Zalo đi. Cô đang lấy xuống. Rồi, Đức Linh Như Thủy chưa có điểm, hai bạn up bài lên Zalo nha. Như Thủy nào. Cô sửa bài. Bài Như Thủy á là không có số lượng 10.000. Lưu ý nha. Cái bài số 5 này nó không hoàn toàn giống như cái bài bài trong lý thuyết của mình. Bài trong lý thuyết của mình là S0 và vay đúng cái số S0 luôn. S0 là số đơn vị. Và khi tìm ra F0 tức là giá giao sau cũng là số đơn vị. Tuy nhiên, trong cái bài này cái cục mà người ta vay 250 đó là bằng cái giá đơn vị nhân với 10.000. Cho nên cả Đức Linh lẫn bạn Như Thủy hai bài up lên Zalo đều không đúng. Nếu như Như Thủy tính ra F bài của Đức Linh cũng vậy, người ta vay S0 là giá vậy thì phải nhân với 10.000, cho nên vay 250 là bằng S0 nhân với 10.000 rồi mua 250, không phải mua S0 đâu, S0 là giá đơn vị.
Và bên này cũng vậy, khi trả cũng sẽ nhân với 10.000. Cho nên hai bạn làm lại rồi up lại. Cô ơi, cô nói lại giùm Ủa sao em cuối với, giờ mấy hồi nãy bạn em nghe hôm không trước? rõ cô. Như Thủy hả? Dạ, hồi nãy hình như bên bên em bị lag hay sao em nghe không có rõ ạ. Hình như bên cô bị lắc luôn á, tại vì em có nghe cài giật đó cô. Cô đang đổi wifi. Nghe chưa? Nghe rõ chưa? Ok Nghe cô. rõ chưa? Cô nói lại nha. Nghe rõ không bạn ơi? Bên cô bị lag. Dạ rồi ạ. Ok rồi ha. Rồi, cô nói lại nha. Cái bài số 5 này nó không giống với cái bài trên lớp của mình. Cái bài ở trên lớp của mình đó là cho đơn vị là S0, là bằng một đơn vị luôn. Cái giá trị của tài sản nó rất là lớn. Cho nên S0 là giá hiện tại của cái sản phẩm đó, và F0 là giá giao sau của cái sản phẩm đó. Trong cái bài số 5 thì S0 và F0 vẫn là giá đơn vị. Nhưng mà ở đây mua 10.000 sản phẩm. Mua 10.000 sản phẩm. Cho nên tất cả những cái mình phải nhân với giá 10.000. Ví dụ đi vay là vay S0 nhân với 10.000. 10.000 nhân với giá hiện tại là ra 250 triệu. Và đi mua là mua 10.000 cái sản phẩm đó, là 10.000 S0 là trả 250. Rồi lúc 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 thanh toán cũng vậy. Cái bên bên cục thanh toán cũng vậy. Cũng sẽ thanh toán là S0 nhân với 1 cộng RS nhân với 10.000 thì nó mới ra được 280 này. Và tài sản cơ sở ở cuối kỳ sẽ bằng ST cộng 1.200, tất cả nhân 10.000. Giá hợp đồng future F0 trừ ST nhân 10.000. Rồi cộng dòng tiền đầu kỳ, dòng tiền cuối kỳ, từ đó suy ra F0 bằng 26,8, 26.800 chứ không phải 268 triệu. Cho nên á, là Đức Linh chụp lại, Như Thủy đã có bài rồi cho có điểm rồi mà lần trước ghi sót đúng không? Cho nên cho nên cho Như Thủy không 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 cộng điểm. Cô mời người khác nha. Quy trình có điểm chưa? Cô lại phải kiểm tra. Dạ chưa cô, dạ chưa, em chưa có. Rồi chưa có, up lên cho cô đi. Như Thủy đợt trước có rồi đúng không? Dạ đúng rồi cô. Rồi ok. Vậy nhường bạn khác nha. Đức Linh rút bài xuống sửa lại theo cô hướng dẫn. Đức Linh với quy trình. Đẩy bài lên, quy trình hồi nãy cô hướng dẫn rồi đó. Dạ em vô slide xong em làm trong slide được luôn đúng không cô? Em nộp phải á. Dạ em nộp rồi. Nộp trong Zalo chứ. Dạ em nộp rồi. Chứ cô hướng dẫn sao mà cuối cùng nộp lại là 268 triệu mà bảo nên nộp rồi ta. Cô hướng dẫn làm sao mà cuối cùng nộp lại, giờ bài của em có khác gì bài mấy bạn phía trên đâu.
Cô ơi, là tất cả các ô mình đều nhân hết cho 10.000 luôn hả cô? thì nó phải phù hợp, nó phải phù hợp. Ví dụ như lúc đầu á em mua thì em mua S0 nhập 10.000 S0 thì nó là bằng 2,5, thì cái sau á giá giá thị trường nó là ST cộng với D thì cũng phải nhân với 10.000, hoặc là F0 trừ ST, mấy cái đó là của đơn vị hết thì phải nhân với số lượng là 10.000. Cho nên mình phải xem tương 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 ứng nha. Quy trình coi sửa lại nha, quy trình coi sửa lại theo hướng dẫn của cô nha, để lấy điểm.
Xong chưa, xong chưa? Vẫn chưa, chưa chưa chỉnh được hả Đức Linh? Quy trình hai bạn. Bối rối. Có đâu bối rối trời. Thay vì x0 là đơn vị là 1 thì bây giờ nhân với 10.000 thôi. Nhân thì nhân hết cả 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 các bên luôn. Đó, cho thời gian về nhà luôn đó mà không giải. Thì đọc đọc kỹ đề chứ tự nhiên họ hỏi cô vậy. Đọc kỹ đề, F0 nó cũng liên quan nữa mà. F0 cũng liên quan, D cũng liên quan mà, chứ đâu phải chỉ có nhân S không thôi. Hiểu bài chứ.
Đáp án là 26.800. 26.800. Ai giơ tay vậy? Thanh Trúc. Thanh Trúc có điểm chưa Thanh Trúc ơi? Dạ chưa cô ơi. Rồi Thanh Trúc up bài lên cô coi coi. Dạ. 26.800, vấn đề không phải là ra kết quả bao nhiêu mà là xem thử cách cách hiểu cách làm của các bạn á. Dạ em gửi rồi á cô. Rồi cô đang coi. Rồi nhấn 10.000, nhấn 10.000 rồi. Sao ra chỗ bên công thức không nhân 10.000 nhỉ? Dòng tiền trước là không, dòng tiền sau là còn bao nhiêu? Trúc ơi, dòng tiền trước là không, dòng tiền sau là bao nhiêu? Với bên mấy chỗ công thức em cũng phải nhân với 10.000 chứ. Lắp số lại, làm lại đi Trúc ơi. Dòng tiền trước, dòng tiền sau đưa xuống rồi lấy dòng tiền trước bằng dòng tiền sau rồi mới tính ra được 268. Không phải có kết Dạ. quả là đúng đâu nha. Dạ. Rồi. Để em xin. Ok, sửa up lại coi. Trời hướng dẫn vậy luôn á. Dạ, cô xem đúng chưa?
Alo, Thanh Trúc. Dạ, em gửi rồi á, cô xem đúng chưa? Đúng, đúng là đúng kết quả thôi chứ còn trình bày là cũng chưa có hài lòng lắm. Để coi bên này Đức Linh gửi lại cô coi cái phần trình bày ok chưa rồi. Dòng tiền cuối kỳ ở Đức Linh là trừ 10.000 S0 nhân với 1 cộng RS. Đúng không? Phải trừ 10.000 S0 chứ. Nhân với 1 cộng RS chứ. Trừ với S0 không là không được rồi. Rồi đúng rồi. Thêm chút đó nữa đi Đức Linh. Bài Đức Linh hoàn chỉnh rồi đó. Đức Linh nghe chưa? Bên cái phần dòng tiền cuối kỳ trả, khi trả là trả trừ 10.000 S0 nhân với 1 cộng RF rồi tất cả các cái khoản khác của Đức Linh là ổn. Chỗ Thanh Trúc là đúng kết quả thôi nhưng mà cái cách trình bày của những cái kia chưa được. Đức Linh ơi, rút bài xuống thêm số 10.000 vô trước chữ trừ trừ 10.000 S0 nhân với 1 cộng RF đi rồi ấp lại cho cô cái. Dạ. Bài của Đức Linh ổn rồi đó. Ủa thêm chỗ đâu vậy? Thêm cho bên chỗ công thức mà. Nhân với 1 cộng 12 ở dưới này không không có. Cô chiếu lên rồi cô hướng dẫn. Chứ 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 nói vậy
Chưa hiểu. Đây cô chiếu lên rồi cô chỉ chỗ cho này Đức Linh sửa nè. Rồi Nam. Ủa có mấy mấy bạn có thấy có con chuột của cô trên cái màn hình không vậy? Thì ở đây nè Đức Linh, em vay nè, em vay 10.000 S không. 10.000 S không là ra 25 nhân 10.000 2,5 triệu thì khi em trả em cũng sẽ âm 10.000 S không nằm ở đâu chứ? Chỗ này không có con số 10.000 thì làm sao nó ra đây 2,5 triệu được. Đây nè, vay bên này 10.000 S không thì qua bên này phải trừ 10.000 S không. Được chưa Đức Linh? Rồi xuống dưới. Xuống dưới thì chỗ này á 1 cộng 10.000 S0 đưa xuống. Đâu rồi? Đây. 10.000 S0 cộng với chỗ này 1 cộng 12% phải có dấu ngoặc chứ không có dấu ngoặc. Thì nó có đúng không? Ủa cộng ở trên này là chỗ này phải S0 chứ đâu phải. Cộng xuống 208 là đưa xuống nè. Là nguyên cục này đưa xuống nè, cộng với ST trừ ST hết 10.000 nhân với 1.200 trừ đi 10.000 F0 thôi chứ còn nhân với 1 cộng 12% này đâu đây Đức Linh? Nhân với 1 cộng 12% này là đâu? Nguyên cái 208 này đưa xuống rồi nè thì chỉ còn ST này bỏ cộng với 12.000 này cộng với 10.000 F0 thôi chứ sao còn nhân với 1 cộng 12% nữa. Rồi lấy dòng tiền bằng dòng tiền cuối kỳ cho nên cái chỗ 1 cộng 12% này không đúng nè. Hiểu không Đức Linh? Dạ, tối quá. Rối là tại mấy đứa tự làm rối, chưa hiểu được cái bản chất cho nên nó rối đó. Rồi lấy xuống đi. Sửa lại. Các bạn khác có thắc mắc gì hỏi luôn nha.
Chỉnh lại như vậy ra số đúng không Linh ơi? Bỏ cái 1 cộng 12 ra ra tác số đúng không? Dạ đúng con. Ok. Ở Rồi cô đâu? chiếu lại nha. Cô chiếu lại cho các bạn để các bạn có thắc mắc, ai thắc mắc gì thì hỏi nha. Đó, thấy thì đơn giản vậy đó, ai cũng giải ra được hết á. Nhưng mà cuối cùng á là trình bày nó không đúng. Có ai có thắc mắc gì không? Mọi người ghi bài vào có thắc mắc gì hỏi nha. Cô ơi, để em sửa cái chỗ F0 á cô, tại vì là nhân tại vì là cộng ba cái dòng tiền cuối kỳ á là cái F0 là nó dương, nó phải là cộng chứ sao nãy cô nói trừ cô. Thì cộng từ trên xuống dưới xuống. Đúng rồi, cộng từ trên xuống dưới thì cái chỗ À, là cộng F0 đúng rồi. cộng 10.000 Đúng vẫn. rồi, cộng 10.000, cộng đi. Dạ. Em làm mà em bảo cô nói. Trời ơi, nãy cô mới nói, nãy cô mới nói đổi, tức ghê. Đó, cô đổi là đổi cái trừ F0 ở phía trên á. Trừ trên này nè, trừ trên này nè. Dạ. Đây, hồi nãy cô nói trừ là trừ chỗ này nè. Trừ 10.000 F0 này nè. Thấy không? Trừ 10.000 F0 này nè. Còn xuống dưới đây thì nó là ra âm 258 đưa xuống rồi nè. ST 10.000 ST với trừ 10.000 ST hết. Còn 1.200 nhân thì 12.000. Còn 10.000 F0 đưa xuống. Rồi.
ai thắc mắc hỏi gì hỏi nha. Ok chưa? Rồi xong nha. Mình đi tiếp phần lý thuyết nha. Rồi, lật phần lý thuyết ra chúng ta học tiếp lý thuyết các bạn ơi. Như vậy thì hôm trước chúng ta dừng ở cái việc làm chúng ta tính toán cái số liệu ha, định giá trong hợp đồng doanh sau công thức F0 ha, với T bằng 1 và T khác 1 đây. Hôm nay chúng ta đi tiếp tục qua trong trường hợp có phí lưu giữ phi. Một số cái mặt hàng thì nó cần cái phí lưu giữ các bạn, ví dụ như là sắt thép đồng thì nó cần phải có cái kho để lưu giữ, hoặc là cà phê, lúa mạch, lúa mì nó phải cần những cái kho đủ điều kiện để mà lưu giữ ha. Thì những cái hàng hóa mà cần có cái chi phí lưu giữ thì lúc này nó sẽ phát sinh cái phí lưu giữ phi. Như vậy lúc đó thì cái giá giao sau sẽ bằng giá giao ngay cộng với phi. Và phi được tính bằng thứ nhất là chi phí tồn trữ cộng với cơ hội phí. Như vậy phi được tính bằng công thức lấy chi phí tồn trữ cộng với cơ hội phí. Trong đó F0 là giá giao sau và S0 là giá hiện tại. Cái slide này không biết trong bài chúng ta có không, nếu không có chúng ta ghi vào các bạn. Các bạn ghi ghi, ghi cái slide này vào.
Ok chưa? Rồi, như vậy thì trong trường hợp nếu mà nó có cái phí lưu giữ phi thì chúng ta tính như thế này. Và trong trường hợp nếu nó có cái phần bù rủi ro phi thì lúc đó chúng ta tính cái giá giao ngay kỳ vọng theo công thức này các bạn. Giá giao ngay kỳ vọng bằng giá giao giao sau cộng với cái phần bù rủi ro. Và giá giao sau thì sẽ bằng giá hiện tại cộng với phi và cộng với phi phần bù rủi ro ha. Đóng khung công thức này giúp cho cô. Đóng khung công thức này cho cô và xem cho cô cái ví dụ nha. Đóng khung công thức, hình như công thức này có trong tài liệu, xem cho cô cái ví dụ này đi các bạn. Xem cho cô cái ví dụ đó. Xem ví dụ nha, giả nha.
Xong chưa? Ok chưa? Dễ đúng không? Rồi ai đăng ký nè? Ai có điểm rồi thì đừng có bỏ tay nữa nha. À, như vậy quy trình hồi nãy chưa lấy được điểm đúng không? Hồi nãy chỉ có một một bạn Đức Linh lấy điểm thôi đúng không? Rồi quy trình đẩy bài lên đi, đẩy bài lên cô coi lại coi. Dư Ngọc Thiên Vy có điểm chưa? Dư Ngọc Thiên Vy chưa có điểm. Dương Ngọc Thiên Vy chưa có điểm rồi, đẩy 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 bài lên đi bạn. Hai bạn nha. Tạo điều kiện cho lấy điểm tí. Rồi 5.66. Rồi ok, 5.66. Rồi ghi điểm cộng cho hai bạn này nha. Quy trình với Dương Ngọc Thiên Vy. À cô chiếu bài lên nè. Các bạn làm thì đúng rồi đó, nhưng mà cô muốn là trình bày kỹ kỹ càng rõ ràng tí giống như cái slide của cô. Ok chưa các bạn? Rồi chúng ta qua phần tiếp theo đó là định giá và một số sản phẩm đặc biệt trong cái hợp đồng giao sau. Một số sản phẩm đặc biệt, ví dụ như đầu tiên là giá giao sau của chỉ số chứng khoán các bạn. Chỉ số chứng khoán là một trong những dạng sản phẩm đặc biệt. Thì F0 sẽ bằng F0 nhân với E mũ R trừ Q nhân với T. Thì trong trong đó R là lãi suất phi rủi ro, Q là tỷ lệ cổ tức mà cái cổ phiếu đó trả và T là thời gian đáo hạn. Chúng ta đóng khung cái công thức này lại giúp cho cô cái. Đóng khung công thức đó lại và xem cho cô cái ví dụ. Xem cho cô cái ví dụ các bạn. Xem cho cô cái ví dụ nha.
Dễ đúng không? Rồi, ai đăng ký làm? Bạch Xuyến. Bạch Xuyến có điểm chưa? Khánh Uyên có điểm chưa? Chưa có. Em Bạch Xuyến hay là Khánh Uyên? Bạch Em Xuyến Khánh Nguyên cô. chưa có. Rồi hai bạn Bạch Xuyến với Khánh Uyên, hai bạn đẩy lên Zalo cho cô đi. Bốn lẻ năm không ba, bốn lẻ năm không ba, đúng rồi. Rồi ok, đơn giản đúng không? Rồi lấy hai hai bạn ấy điểm nha. Cô chiếu lên nè. Rồi, chúng ta sửa vào đi các bạn. Chúng ta sửa vào, sau đó chúng ta sẽ làm bài tập từ bài số 6 đến bài số 10 nha. Chúng ta sẽ làm bài tập từ bài số 6 đến bài số 10. Có ai hỏi gì không? Có ai hỏi gì không? Rồi cô off tí rồi cô sẽ các bạn để cho các bạn làm bài tập nha. Sau đó thì cô sẽ lên để sửa bài nha.
Tình hình đến đâu rồi? Tình hình đến đâu rồi? Giải được tới nào rồi? Bài số 6 có ai ra được không? Ôi, giải số 7, số 8 trước nha. Chứ số 6 chắc cô phải hướng dẫn một tí rồi. Bỏ tay xuống, bỏ tay xuống hết đi. Bỏ tay xuống hết. Rồi, bài số 7 nè. Ai xung phong bài số 7? Để cô coi coi. Số 7 Thân Cảnh Long. Thân Cảnh Long có điểm rồi. Trần Thị Kim Ánh có điểm chưa? Dạ chưa. Trần Thị Kim Ánh chưa có điểm hả? Trần Thị Kim Ánh rồi chưa có điểm nè. À, Kim Ánh up bài lên Zalo đi, bài số 7. Rồi bỏ hết xuống giùm cho cô đi, những bạn đã có điểm rồi thì thôi mình không giơ tay nữa nha. Rồi. Các bạn lên Zalo bạn, bạn gì cô mới đọc tên hồi nãy đó. Các bạn lên Zalo giúp đi bạn ơi. Kim Ánh hả? Bài này mấy bài này khá đơn giản. Ôi trời. Hình như là không đúng hay sao? Vậy. X không bằng 51 hả? Số lại lạ trời. F0 bằng 56 là đúng rồi. Cái kia là giá giao ngay hiện tại. Dùng công thức EST chứ. Trời ơi, Kim Ánh ơi. Có công thức EST mà. Giá giao ngay hiện tại. Cô đang mở lại bài tập. Trong bài số 7 nó có phần bù rủi ro đó. Cho nên dùng công thức EST bằng F0 cộng với E phi cộng phi. À, dạ cô ơi, em bị nhầm để em gửi lại cô. Năm mươi phẩy năm đúng không? Bài số 7 các bạn. Tí nữa cô hướng dẫn bài số 6.
Ok chưa? Bài bỏ tay xuống giúp cô đi. Rồi, như vậy bài số 8 ai đăng ký? Bài số 8. Diệu Hạnh, Diệu Hạnh có điểm chưa? Dạ chưa cô ơi. Rồi, dạ, Diệu Hạnh up bài lên Zalo giúp cô. Diệu Hạnh đáp bài lên, tôi đang coi đây. Diệu Hạnh rồi 26.500, đúng rồi. Rồi chúng ta qua cái bài số 8 này các bạn. Số 8 bạn muốn ta sửa đúng rồi đó.
Ok chưa? À, cô hướng dẫn bài số. Rồi, cái kính dục đâu rồi? Cô hướng dẫn bài số 6 cái các bạn. Để cô đi kiếm cái kính nhé. Cái bài số 6 á thì chúng ta sẽ sử dụng công thức S0. Chúng ta sử dụng công thức này nè. Đây các bạn. Bài số 6 chúng ta sẽ sử dụng công thức này để tính toán. Như vậy trong công thức này thì nó có cái D0. À, D0 có nghĩa rằng là hiện giá của cổ tức. Thì trong cái bài này á, cổ tức của chúng ta trả 3 lần, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, thì các bạn đẩy nó về 50 bằng cách chia cho 1 cộng y mũ n. Đẩy nó về 50 để tính hiện giá. Rồi từ đó chúng ta sẽ tính, sẽ áp dụng vào công thức mà cô chiếu trên bảng để tính F0. Được chưa? Bài số 6 có 9 tháng thôi đúng không? mươi ngày thôi, hợp đồng giao sau có đời sống T, T không phải bằng 1 năm, T khác 1, cho nên đời sống của nó là 90 ngày. Đó là 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày, đẩy nó về 50 rồi bỏ vào công thức tính thôi nha. 360. Không thì tính tháng cũng được, 90 ngày là 3 tháng, 1 năm 12 tháng. Chưa? Bài 9 với bài 10, bài bài 9 bài 10 làm chưa? Bài 9. Bội bội. Bội bội có điểm chưa? Đặng bội bội. Chưa có điểm. Rồi. Đặng bội bội up bài số 9 lên lên Zalo cô coi coi. Áp dụng công thức của mình S0 956,49. Hợp đồng giao sau chỉ số chứng khoán được định giá 906 và F0 bằng 906.
Giá hiện tại là 956,64, hợp đồng đáo hạn 73 rồi áp dụng công thức. Đó, thì số này lớn hơn 960. Có nghĩa là được định dưới giá chứ sao trên giá đó. Nếu mà định giá theo mình tính toán á, nó phải là 962 mà hiện nay đang định giá là 960, có nghĩa là được định dưới giá. Bồi bồi. Bồi bồi hiểu hiểu cái dưới giá và trên giá không các bạn? Dưới giá và trên giá này, cái công thức lý thuyết mình tính ra cái giá nào đó, đó là cái giá lý thuyết. Thì giá thực tế sẽ được định trên hoặc dưới giá lý thuyết. Nếu mà cao hơn giá lý thuyết thì nó là định trên giá. Và nếu mà giá thực tế định dưới thấp hơn giá lý thuyết thì là được định dưới giá. Cho nên giá lý thuyết mình tính ở đây là 962 mà giá hai bên định với nhau là 960, có nghĩa là đang được định dưới giá. Được chưa? Mấy cái dưới giá trên giá này thì mấy bạn mà K18 là rất là rành. Chỉ có mấy bạn mà K19 á thì vô đây là rối. À, cái lớp này là cái lớp mà K19 đầy luôn. Toàn bộ là K19 luôn. Bồi bồi úp lại. Được định dưới giá. Rồi, úp Dạ lại em rồi cũng đây đúng rồi các không? Ừ. Rồi cô sâu lên. À, các bạn có hỏi gì về phần thuyết trình không? Các bạn lưu ý nhé, ba cái chương mà cô để cho thuyết trình tức là chúng ta sẽ đọc tài liệu và chúng ta sẽ diễn giải nó theo theo cái hiểu của mình. Chỗ nào không hiểu tìm thêm các cái tài liệu khác nhé, để tránh trường hợp đó là các bạn có thể hỏi cô về cách làm về này kia, nhưng mà cái phần nội dung á, thì cô nghĩ rằng là các bạn dư sức để mà đọc được rồi, đọc và tìm hiểu tài liệu được rồi. À, cho nên đến đây đã là năm thứ tư rồi ha. Cho nên có một số bạn thì yêu cầu là cô ơi, cô giảng lại cái phần này cho em. Ủa, cô đã giao đề tài để mình đọc tài liệu và mình làm rồi, bảo cô giảng nữa, thôi cô giảng luôn cái lớp luôn cho rồi chứ chứ mình thuyết trình chi nữa nha. Đó là hai phương pháp học khác nhau. Một là phần cô giảng ở trên lớp để chúng ta giải bài tập, chúng ta hiểu này kia kia nọ. Và phần thứ hai là phần các bạn thuyết trình làm tiểu luận, có nghĩa là các bạn phải tự tự tìm tìm tòi tài liệu. Thì cô đã đưa tài liệu rồi thì chúng ta đọc tài liệu và chúng ta sẽ hiểu nó như thế nào và chúng ta sẽ thuyết trình. Và như cái hồi đầu đầu năm cô cũng nói rồi đó, phần này chúng ta thuyết trình theo cái hướng mà bám sát cái tên đề tài, và không phải là sẽ thuyết trình hết đâu, 12 chục phút và các bạn sẽ chuyển tải tài liệu nữa theo một cái hình thức khác, cho nên không thể thuyết trình được hết nha. Ừ.
Các bạn vui lòng lấy tròn cho cô một năm 360 ngày. 365 hay 366 hay 360 thì nó vẫn có cái độ trên. Cho nên là thôi lấy giùm cho cô 360 đi. Bây giờ tính một năm 12 tháng thì tính thôi 360 đi. 365 thì nó vẫn chính xác rồi, năm này năm kia nữa, thôi lấy chung giùm cho cô số chung là 360 đi. Cãi nhau chi cái chuyện 360, 365 hay là 66. Mình lấy cái chung nhất thôi. Với một năm 12 tháng rồi làm sao bạn ngồi bạn chia. Người ta ấy có 6 tháng, 3 tháng rồi 9 tháng ngồi chia ra từng ngày làm gì? Cảm ơn, lấy giùm cô 360 nha. Vinh này là lớp kế toán hay lớp tài chính vậy? Mấy ngày liên tiếp đều thắc mắc cái chỗ 365 với 360. Thế giờ tính 365 rồi người ta tính 1 năm 3 tháng, 6 tháng rồi tính làm sao? Vui dòng lần sau học đúng năm dùm đi cô, giúp cô cái nghe. Học 19 lên 18 rồi bây giờ hỏi mấy cái này không biết trả lời luôn á. Thủy Tiên là lần đầu tiên nghe vụ 360. Lần đầu tiên nghe một năm có 360 ngày luôn á hả? Mỹ Tiên. Nó còn trả lời với nhau là năm có 366 ngày. Thôi, tùy các bạn thôi. Muốn chia nhiều chia. Rồi bài số 10, ai đăng ký? Như nãy với bội bội với Hoàng Nhi là vẫn còn đúng không? Dạ không cô, em mới vô tay với cô. Hoàng Nhi á hả? Dạ. Rồi Hoàng Nhi đẩy bài số 10 lên cô coi coi. Dạ. Rồi bài số 10 Hoàng Nhi làm đúng rồi đó các bạn. Cô đang chiếu à.
Ủa cô ơi, có dạy bài 6 không cô? Ai giải bài 6 được rồi thì đưa lên. Vinh Nguyễn là có điểm chưa? Quy trình có điểm chưa nhỉ? Ủa nãy quy trình có rồi đúng không? À nãy quy trình là có điểm chưa nhỉ? Dạ có rồi cô, mà có một lần à. Ở đây ai có một lần hết á. Chỉ có những bài khó thì lúc đó không có ai giơ tay thì cô kêu lại. Vinh Nguyễn có chưa? Dạ hôm bữa có một điểm cộng. Rồi có một điểm cộng để nhường cho bạn khác nha. Ai làm xong bài số 6? Rồi nếu mà không có ai thì quy trình với Vinh Nguyễn đưa lên bài số 6 cô coi coi. Hai bạn up lên. Hai bạn up bài lên Zalo đi cô xem coi. Rồi hai bạn đều có điểm hết nha. Để cô chiếu bài số 6 lên xem có ai hỏi gì thì chúng ta hỏi nha. Rồi bài số 6 nè các bạn. Cô chiếu bài của bạn Vinh. Vì cô vẫn dùng con số 360, bởi vì sau này mất công lại phải đổi rất là nhiều các cái công thức khác nữa. À, cho nên cô lấy 360, bạn nào muốn để 365 đó là chuyện của các bạn. Rồi, cô đẩy lên bài số 6 các bạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ hiện giá những cái cổ tức trả vào ngày số 30, 60 và 90 ha. À, đẩy về là 2.45. Sau đó áp dụng vào công thức. À, chúng ta tính F0. À, và tính phi. À, chi phí lưu giữ. Sẽ dùng công thức F0 bằng S0 cộng với phi. Từ đó chúng ta suy ra được công thức tính chi phí lưu giữ.
thắc mắc gì thì hỏi nha. Lớp trưởng cộng điểm cho hai bạn nha, Vinh Mỹ Nguyễn với quy trình. Ủa, quy trình này tên là gì vậy? Dạ, chị mang Kim Quy không? Kim Quy. À, Trình Phan Kim Quy. Rồi như vậy thì chắc chúng ta về xem lại bài nha các bạn. Về xem lại bài các cái công thức tính và các cái bài tập của mình. À, chắc hôm nay chúng ta nghỉ ở đây đi các bạn. Cô cảm ơn, cô chào các bạn. Thank you.